Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Mình đến với tiền lẻ. Thì hôm nay nhà tôi không có nhà, thì kiểu như vợ tôi không có nhà ấy, thì hôm nay tôi sẽ tự vào bếp nấu ăn cho vợ tôi một bữa xịn soạn các bạn nhá. Thì dạo này nhà tôi bận rộn quá, tôi không quay được video cho các bạn xem. Thì các bạn thông cảm với tôi. Từ giày tôi sẽ ra video đều hơn, cả hay hơn cho các bạn xem. Thì bây giờ tôi sẽ đi vào nấu cơm luôn nhá các bạn nhá. Let's go. Chào các bạn ơi. Đây, đồ ăn của tôi đây. Thực ra là tôi trêu thôi, không mà tôi có màn trôn cho vợ tôi gì có bữa ăn nào xịn soạn đâu. Thì hôm nay tôi sẽ làm một món là bắp xào mấy cà chua, đậu rán với cả mè lòng gà xào với giá. Đấy, đơn giản thôi. Thì dạo này tôi không quay, tôi không có tiền, thì tôi sẽ quay clip đơn giản gọn nhẹ một bữa cơm kiểu gia đình, chứ bữa trưa gia đình bình thường thôi các bạn nhé. Đấy, thì trước tiên là tôi sẽ phải cắm lồ cơm đã. Đấy, không có cơm là không ăn được cái gì. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ lấy lồ cơm tôi đi cắm cơm đã nhé các bạn nhé. Ok. Đấy, đây, nồi cơm của tôi đây nhá. Thì bây giờ tôi sẽ phải tự nấu cơm. Ngày hôm nay là vợ tôi không có nhà. Đấy. Đó, cắm một bát cơm. Một bát nhá, bát là tôi ăn ít á. Chỉ làm chắc căng lắm, chỉ lưng bát cơm thôi. Ăn lưng, còn hai bát thôi. Rồi. Đấy. Thì bây giờ tôi sẽ đi vo gạo nữa, các bạn hãy đón xem. Tí nữa tôi vo gạo xong tôi sẽ cắm nữa các bạn nhá. Tôi đã vo gạo xong nhá. Thì các bạn làm không biết nấu cơm thì món tôi hiểu nhất là các bạn phải biết xào bắp. Đấy, với cả các bạn nào không biết vo gạo thì các bạn hãy cho ít nước thôi. Nếu gạo chả cho ít nước thì nhà thôi nhỉ. Đấy, tôi hướng dẫn luôn nhá. Cho ít gạo, ít nước nhà thôi nè. Xong các bạn vo xong, các bạn đổ nước như thế, xong là các bạn lau đi nhá, không chẳng may nó cháy lồ nhá. Đây chẳng qua tôi lau sẵn rồi nhá. Đó, xong rồi các bạn cho vào lồ cơm. Lồ cơm này. Đó, xong úp xuống. Xong các bạn làm ấy, xong cắm. Ấn nấc xong là cắm. Chỉ cắm thế thôi, cắm rất đơn giản. Đấy, các bạn nào mà không biết cắm cơm thì các bạn hãy làm theo như tôi nhá. Đó, như vậy thôi. Thế là xong lồ cơm. Thì bây giờ tôi sẽ đó. Thì hôm nay tôi ở nhà mình, tôi sẽ bảo thằng cháu tôi quay cùng nhá các bạn nhá. Thằng cháu tôi đang quay cho tôi. Đấy, món tiếp theo là phải thái bụng lòng gà này ra nhá các bạn nhá. Đấy, tay của tôi thì sạch rồi nhá các bạn nhá, tôi rửa sạch hết rồi, cái này tôi không rửa sạch nhá. Đấy, tôi sẽ lấy con dao tôi thái bộ lòng gà này ra nhá. Thái, các bạn thái thì các bạn phải thái bé thôi nhá. Đấy, thái cho tiền giờ thái nửa ra như này. Đấy, thái nửa ra, thái bé ra. Đó, xong thái bé như này, đây các bạn, thái rất mắt bé này. Đấy, cây này hơi, nó hơi dai các bạn. Đấy, dao hơi cùn nữa các bạn. Đấy, các bạn phải thái bé như này nhá, rất đơn giản thôi. Đấy, tối thiểu các bạn phải biết. Rồi các bạn ơi, tôi còn bún gan cuối cùng nhá. Mấy cả quên các bạn ơi, thì hôm nay vợ tôi để con ở nhà nữa, tôi vừa trông con vừa phải nấu cơm các bạn, kiêm cả trông con luôn. Đó, may đứa này nó ngoan các bạn ạ. Thì thằng lớn là tôi là nó đi học nhé các bạn nhé. Đấy, các bạn thái, các bạn phải thái bé thế nhá. Đấy, thì đứa bé tôi nó hơi ồn thì các bạn thông cảm nhé các bạn nhé. Rồi, đó. Thì bây giờ tôi sẽ cho lên bếp, tôi xào cái này lên trước này. Xong tôi sẽ cái đây là còn hành nữa, tôi sẽ tại vì là xào cái này giá phải có hành cho thơm các bạn nhé. Bây giờ tôi sẽ lại thái hành. Xào lòng dạ, lòng gà với cả giá thì mình phải có tí hành vào để cho thơm các bạn. Đấy, hôm nay tôi gọi kiêm cả đầu, tôi gọi là vừa đầu bếp vừa kiêm cả trông con các bạn. Thì các bạn nào mà thấy video của tôi một thú vị, các bạn hãy cho tôi một like, một chia sẻ, một đăng ký vào ủng hộ kênh của tôi nhé các bạn nhé. Tôi nấu ăn cũng không ngon đâu các bạn ạ. Cứ biết tí vợ tôi về, vợ tôi có chê không các bạn. Bây giờ tôi quay ở trong nhà tôi nó hơi, nếu mà hơi mờ thì các bạn thông cảm tôi nhé. Thì bây giờ là tôi trong đây nó sợ nó hơi tối ấy các bạn, thì các bạn hãy thông cảm với tôi rất là nhiều nữa các bạn nhé. Rồi. Bây giờ tôi sẽ phải cho hành vào đây, hành bát nhé các bạn nhé. Đấy, nó hơi bừa bộn thì các bạn thông cảm nhé. Rồi, thì bây giờ tôi sẽ xào. Đấy,
Trước tiên thì các bạn bật bếp. Rồi các bạn thì bây giờ các bạn phải cho dầu ăn vào đây nhá. Tôi sẽ bật bếp lên. Đó, nhà tôi đã bếp từ các bạn. Bật. Đấy. Trước tiên các bạn phải cho khô chảo xong các bạn mới đổ dầu vào nhá. Đây dầu tôi đây. Đấy. Đấy. Khô hết chảo nhá. Bây giờ khô chảo thôi nhá các bạn. Đấy. Khô hết nước đi. Đấy. Thì bây giờ tôi sẽ cho dầu vào nhá. Rồi. Xào này chỉ cho ít dầu không mà nó béo còn lấy quá các bạn. Thì tại vì là cái bộ lòng gà này nó đang nhiều mỡ, nhiều dầu, à kiểu nhiều mỡ nhá các bạn nhá. Rất đơn giản. Đấy, chỉ đơn giản thôi các bạn. Thì tôi cũng thực ra tôi cũng không biết nấu ăn đâu. Nếu mà tôi cứ thử thủ tài xem là nó như nào thôi. Rồi. Xào tôi cho mè gà đấy, mè lòng gà đấy. Đấy. Đứa bé tôi nó hơi ổn. Đấy, xong rồi các bạn đảo lên, đảo đều lên không nó cháy nhá các bạn nhá. Đấy, rất đơn giản đấy thôi các bạn. Thì hôm nay tóm lại tôi chỉ biết làm cái đơn giản này thôi. Tôi biết đâu ăn ngon đâu. Rồi các bạn, xong là cái cuối cùng tôi sẽ cho giá vào nhé. Ở đâu cái này là chưa cuối cùng, còn cho hành cuối cùng các bạn ạ. Cái này là cho giá thứ hai. Thứ ba là cho hành vào để có thơm hơn. Đấy. Một các bạn cứ tưởng nhiều giá này thôi, tí nó óp hết các bạn. Giá nó óp lắm. Rồi. Các bạn đảo lên nhé. Không biết là lần đầu tiên mình vào nấu cơm cho vợ ăn này, không biết vợ có khen không nhỉ? Tại vì là tôi ở nhà thì ngày xưa tôi cũng hay nấu cho bố mẹ tôi lắm. Và lúc tôi lấy vợ về thì tôi không phải nấu mấy. Qua nấu mấy là có chỉ nấu nồi rau thôi, là nồi rau, nồi canh thôi. Nấu nồi canh thôi, chưa nấu ăn đồ ăn đi bay như thế này bao giờ đó. Không biết nó có vừa chưa cơ. Các bạn khả năng gần chín rồi các bạn. Tôi xin phép các bạn tôi gửi thử tí ra cho nó mút tí cho nó vừa đi nhé. Thì tại vì là chỉ có vợ chồng tôi thì nó dễ các bạn. Nếu mà nấu công khách thì mình phải lấy đĩa riêng cơ, thử đĩa riêng, nhưng mà xong mình đảo hay gì mình phải nếm với riêng các bạn. Thì đây bạn chồng tôi thì đơn giản thôi, vừa đấy các bạn, ngon đấy, vừa rồi các bạn. Cái này chín rồi các bạn ơi, chín rồi. Thì bây giờ tôi sẽ cho hành vào nhé các bạn nhé. Rồi các bạn ơi, cái cuối cùng của tôi nhá, cho hành vào nhá. Đây hành, đấy cho hành vào cho thơm các bạn. Đấy. Ok. Bây giờ tôi sẽ đảo lên nhé. Đấy, các bạn nhìn đẹp không?
Đấy, không biết. Đấy, rất đẹp luôn nhá. Chín rồi, cái này chín rồi. Bây giờ sẽ đổ ra đĩa nhá. Vừa đổ ra đĩa, tôi sẽ nấu bắp với cả mấy. Rồi các bạn ơi, thì bây giờ tôi sẽ đổ ra đĩa nhá. Đấy, khá là thơm, khá là ngon các bạn. Nhiều quá. Nhà tôi mà một cái đĩa này ăn mấy ngày vậy. Đây các bạn. Một món đầu tiên của tôi đã xong nhá các bạn nhá. Thơm lắm, khá thơm ạ. Ngon. Khá ngon đấy. Tôi nghĩ là chắc là ngon đấy. Thì bây giờ tôi sẽ nấu bắp nữa các bạn nhá. Nấu bắp. Sốt cà chua. Cho thêm mấy cái thêm tí nước để tôi chan nhé các bạn. Tại vì tôi ăn khô nó không quen, nó hay nghẹn lắm. Và tôi sẽ nấu luôn để tôi chan luôn nhé các bạn nhé. Rồi các bạn, thì tôi đã xào giá xong thì bây giờ tôi sẽ nấu bắp cả rán đậu nữa. Tiện tôi vào bếp tôi sẽ rán đậu luôn nữa các bạn nhé. Để cho nhanh được bữa cơm gia đình nhà tôi cả. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ trước tiên là phải thái cà chua. Các bạn nếu mà nào các bạn nhờ thì các bạn thái quả. Nhà tôi ăn ít thì nhà tôi khả năng thái một quả thôi, không sợ chua. Đây. Đấy. Tôi sẽ thái một quả lên các bạn nhé. Đó. Các bạn phải thái thái bé ra nhé. Nếu thái to thì nó lâu chín lắm. Bây giờ tôi sẽ đổ dầu vào nhé. Rồi bê. Đây tôi đang xào ấy nhá. Tôi đang xào ấy nhá. Xào có chua các bạn. Đấy. Thì nấu bữa cơm gia đình bình thường như này rất đơn giản các bạn. Chỉ sợ nấu cỗ hay nấu gì thì mới sợ thôi. Rồi, tôi cho bắp vào coi ạ. Đấy, đây là đá vào đi nhá, để cho chín đều, cà chua với cả rau lẫn vào để cho tí màu đẹp nhé các bạn nhé. Đấy. Xong rồi tôi lại cho gia vị vào nhé. Cho gia vị này. Gia vị này. Một thìa canh. Nhà tôi nấu quen rồi thì tôi biết mùi gia vị nhà tôi rồi kiểu biết gia vị rồi. Đấy. Mì chính này. Ok, thì tôi đổ nước vào, nếu mà nhà tôi đã thêm các bạn nhé. Đấy, món rất đơn giản nhất là mình phải biết xào nấu mấy đồ đơn giản này ạ. Các bạn ơi, bây giờ tôi sẽ cho nước nhé. Cho ít nước vào chan luôn. Thế không? Thế là ok không? Đấy, rất đơn giản, thế thôi. Đấy, thì bây giờ tôi lại, các bạn hãy chờ đón nhé các bạn nhé. Lúc mà đợt tôi sẽ lại đổ ra bát cho các bạn xem. Rồi các bạn ơi, nồi của tôi như chủ rồi, bây giờ tôi sẽ đổ ra bát này các bạn nhé. Đúng gục luôn này. Cái đã chín rồi đấy các bạn. Đó, ok. Tắt máy nha, tắt bếp với các bạn nha. Vậy ạ, khá ngon. Bây giờ tôi sẽ đổ ra đây nhá. Đấy, một bữa cơm gia đình rất đơn giản các bạn. Nhà tôi chỉ thế thôi các bạn. Món cùng đơn giản nhất là món đậu rán các bạn nhé. Đây, cái món đậu rán này đơn giản. Cái món này đơn giản, cái món xào giá này đơn giản các bạn. Ok, bây giờ tôi sẽ đợi chảo khô, tôi lại đổ dầu vào các bạn nhé. Riêng rán này mình phải cho nhiều dầu để nó đỡ sát các bạn. Các bạn ơi, thì bây giờ tôi sẽ vừa tôi đổ dầu vào nhé. Đấy, thì bây giờ tôi... Rồi các bạn ơi, mỡ của tôi hình như xèo xèo, bây giờ tôi sẽ cắt đậu các bạn nhá. Cắt đậu rồi, vào rán thôi. Rồi các bạn ơi, đậu cũng chín rồi à, và nóng hết rồi các bạn. Bây giờ tôi sẽ gắp ra nhé.
Ok. Đó. Khá là ngon nhá, bữa cơm rất bình thường. Rất dân quê các bạn. Đây kiểu đến bữa quê. Thì vì là bữa dân quê thôi ấy. Đấy, bữa cơm gia đình dân quê kiểu quê tôi ăn mình thế thôi. Ok các bạn này. Còn mấy miếng cuối cùng nữa nhá. Xong bữa cơm. Hiện tại bây giờ là 11 giờ rồi các bạn ạ. Thì nấu từ sáng từ 8 rưỡi đến bây giờ mà mới xong các bạn. Tôi không biết nấu, tôi nấu ăn hơi chậm. Ok, đấy, một đĩa đậu rất là hợp lý, rất là dân quê. Này mà có đậu rán với cả rau muống luộc với cà có tuyệt vời ạ. Dân quê thì thế là ngon rồi. Đấy. Ok, đấy. Ok các bạn ơi, thì là tôi nấu xong rồi, bây giờ tôi sẽ gọi cho vợ tôi nhất rồi nhé. Đang nổ chuông, đang nổ chuông. Alo. Vợ đang đâu đây? Đi về cơm thôi, chồng nấu xong hết rồi, đâu đấy rồi. Đi về luôn đi nhá. Về đi. Ok, ok. Đấy, thì tôi đã gọi cho vợ tôi nhá. Bây giờ tôi sẽ chỉ chờ đợi vợ tôi về nhá, là ăn nhá các bạn nhá. Thì xem là vợ tôi liệu có nghĩ xem tự tay tôi là nấu cơm xem có ngon không. Rồi các bạn ơi, tôi đang chờ đợi vợ tôi về thì tôi tâm sự với các bạn tí nhá. Thì dạo này tôi quay video thì lượt view nó ít lắm các bạn. Đó. Ô vợ đây à? Vợ tôi về đây các bạn ơi. Vợ tôi về đây. Vợ đâu về mà đạp xe đạp đi hả? Vợ tôi xuống mẹ. Xuống mẹ đạp xe đạp đi à? Đâu chẳng chân à? Ngon nhỉ. Đạp xe đạp đi. Thế. Đấy các bạn, thì vợ tôi đã về đây đó. Đấy. Đây. Chồng chồng nấu một bữa cơm xịn soạn cho vợ đây. Vợ mở ra xem đi. À, hôm nay vừa đi công việc nên phải vào trong phải nhà nấu cơm. Ừ, đấy. Đấy. Xịn soạn không? Cơm bảo thịt soạn này. Thì thế thôi. Xịn soạn, thế này là xịn soạn rồi, xịn xòa rồi. Dạo này cứ không quậy. Nấu mất mấy tiếng đồng hồ. Mất 3-4 tiếng đồng hồ ấy. Có vài món này mà bỏ 3-4 tiếng đồng hồ. Thì là mình dạo này không quay video, không có tiền thì chồng chỉ mua ít lòng gà xào với giá, mấy cả bắp xào với cà chua, sốt cà chua, mấy đậu rán thôi, thôi đơn giản thôi. Ăn chay được. Ăn chay thế thôi, gọi là lấy hương lấy hoa đấy. Thì thôi thế được rồi. Thì tại vì là nhà tôi dạo vợ này vợ ở nhà thì quên không, hôm sáng nay vợ quên không bỏ thịt ra để luộc. Thì dạo này là tôi lâu lắm không quay video, tôi tiện tôi quay luôn các bạn ạ. Rồi tôi quay video cho các bạn xem luôn là tôi tự tay vào nấu cơm nhé các bạn nhé. Đấy. Đi bán cơm thì tôi dọn xuống đi. Rồi đấy, thì bây giờ bạn đâu thử thưởng thức xem là tôi nấu xem có ngon không các bạn nhá. Giờ thì vợ ăn vã thì đã, vợ thử ăn vã đi. Và thử ăn vã món này này, thử ăn vã xem nếu có nghĩ xem mà chồng nấu có ngon không. Hôm nay nấu mấy tiếng đồng hồ mới xong thì phải biết là vất vả như nào đấy các bạn. Thử ăn đi. Đấy. Tại vì mọi ngày ở nhà đều là vợ nấu hết mà. Không bao giờ nấu đâu. Các bạn tôi là phải nấu cơm đâu. Không mời các bạn ăn à? Mời các bạn ăn nhá. Ngon không? Sao giá với lòng gà, lòng gà ngon không? Vừa rồi. Ngon không? Được. Vừa đâu. Đấy, thử làm cái đậu dặn đậu này mà. Đậu chấm một canh nhà. Đậu chấm một canh. Nhà tôi thì hay quen là ăn đậu rán này, hay chấm một canh rồi, chấm nước mắm. Đấy, có thật vào đâu. Ngon đấy. Đấy. Thì nhà tôi chỉ ăn cơm đơn giản thôi các bạn ạ. Giá xào với cả bắp sốt cà chua. Nấu cà chua, đậu ngon rán thôi. Bạn ạ. Đấy. Tôi mà tự tay tôi vào bếp đấy các bạn. Ăn kháng ngon thôi, tôi sẽ thưởng thức luôn nhé các bạn nhé. Cái món này chỉ ăn cơm thôi các bạn ạ. Đấy. Đây, mời các bạn ăn cùng tôi nhá. Đấy. Cái này vừa, không mặn luôn. Ăn vừa. Có tuyệt vời ạ. Đấy, thì dạ vì gia đình tôi chỉ ăn món cơm đơn giản thôi. Đấy. Thì các bạn nằm thấy thú vị thì các bạn ấy share cho các bạn xem, share cho các bạn khác cùng xem video của tôi nhá. Ngon nhất và tôi cũng không thử đâu, tôi cũng chỉ thử ít thôi. Đấy, thế nào nó vẫn vừa, tại vì tôi nấu cũng quen rồi ấy. Quen độ lượng gia vị nhà tôi như nào rồi. Vợ chồng nay vợ quen không bỏ thức ăn ra nên mẹ đi chợ mua. Thấy con đâu? Con bình là Bắc Hà. Con vứt bình là Hà. Vứt bên đấy á? Để bên đấy, quấy quá. Vừa phải trông con, vừa phải nấu ăn thì lâu rồi phải. Đó.
thế mới hiểu cảm giác một ngày vợ ở nhà nấu cơm với cả trông con nó như nào các bạn nhỉ. Chó kia imo kêu với tay hưng đang quay video các bạn xem cứ cảnh nhảy nhau đâu đấy. Ngày nhà trông con đâu phải là sướng đâu, vừa trông con này, con nó đang nấu cơm nó lại đòi đi chơi hết các thứ, mình lại phải giấy nó khóc quấy nữa. Thế mới hiểu được cảm giác phụ nữ vừa trông con vừa ở nhà nội trợ nó như nào các bạn nhỉ. Tóc tôi xả cũng ngon các bạn ạ. Từ bà ngon đấy. Bắp chống quên không cho hành. Cần gì hành không? Có á. Bắp sốt cà chua được rồi. Ăn quá tuyệt vời các bạn. Nó kiểu là khả năng tôi sẽ tắt đi vợ chồng tôi ăn cơm nhá. Đó nhá. Tự nhiên. Ăn cho tự nhiên. Có gì các bạn nào thấy video của tôi mà thú vị mà hay thì hãy cho tôi một like, một chia sẻ, một đăng ký và ủng hộ kênh tôi. Xin chào các bạn. Bye.